chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì sẽ là một video bonus với chủ đề đấy chính là khi bạn ra đi, khi bạn rời đi thì họ cảm thấy như thế nào. Cái sự ra đi, cái sự rời đi này á, các bạn có thể hiểu là có thể đó là cái ngày mà hai người chia tay nhau, quay lưng lại với nhau, hoặc đó cũng sẽ là cái ngày mà có thể các bạn thực sự buông bỏ được cái người này. Đó, ví dụ như sau một khoảng thời gian mà bạn nhắn tin níu kéo họ nhưng mà níu kéo không được ấy, này này nọ kia ấy, xong các bạn quyết định là các bạn sẽ thôi đó. Đấy, vậy thì cái cảm giác của họ khi mà bạn thực sự ra đi ấy sẽ như thế nào? Thực sự bạn rời đi ấy thì họ sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. 1 2 3, hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài ở đây để cùng xem là cái phản ứng tâm lý của họ như thế nào. Họ cảm nhận mọi thứ ra sao? Đó. Ok. Cho các bạn một chút thời gian nha. Và hãy nhớ đón nhận những thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung cho nên là nó cũng không thể nào mà nó đúng với tất cả mọi người được nha. Rồi, ok. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1. Đầu tiên, đối với tụ bài số 1 này á, thì mình sẽ không bàn về việc ai là người chia tay, cái sự rời đi của bạn nó trong tâm thế như thế nào. Mình không bàn về những cái việc đó. Mình sẽ bàn về cái việc là tại vì là có những người, có thể là cái người chia tay đây là họ, nhưng đến cuối cùng khi mà bạn thực sự rời đi, họ lại cảm thấy có một cái gì đấy mất mát, hụt hẫng cơ. Đó, cho nên là mình không bàn về cái hoàn cảnh đó. Mình sẽ nói về cảm xúc của họ thôi. Thì cái ngày mà có thể là bạn buông tay đó, bạn thực sự rời đi khỏi mối quan hệ này, cái người này cảm thấy rất là bối rối. Có rất là nhiều những cái suy nghĩ tồn tại bên trong họ. Có thể là có cả sự nhẹ nhõm trong đó, nhưng cũng có cả sự bối rối, rối trí trong đó. Có cả những cái sự thất vọng, có cả những cái sự hụt hẫng, có những cái sự cảm thấy giống như là bị bỏ rơi. Tức là rất là nhiều những cái cảm xúc họ trộn lẫn vào với nhau ở đây và khiến họ cảm thấy rất là bối rối. Cái người này thì họ biết nhá, là cái mối quan hệ này á, nó chỉ được đến đây thôi. Giống như họ tin vào số phận, họ tin vào những cái sắp xếp của số phận. Và vì thế nếu như mà nó không đi được xa nữa thì họ cũng sẽ chấp nhận thôi. Nhưng ở ngay cái thời điểm khi mà họ cảm thấy là bạn đã hoàn toàn rời đi rồi, thì họ vẫn rất là khó để tin vào đây là cái sự thật. Có thể là họ nghĩ rằng ấy, là các bạn sẽ chờ họ, sẽ đợi họ, hoặc là sẽ quằn quại thêm một thời gian nữa. Nhưng đến cuối cùng là bạn lại thôi, bạn lại đi, bạn lại bước đi luôn đó, kiểu như thế. Nên là thành ra là cái người này họ cảm thấy là sao nhanh thế, mấy hôm trước vẫn còn hứa đợi nhau mà sao bây giờ không đợi nữa đó, kiểu như thế. Thì mình thấy là cái người này họ cảm thấy rất là bối rối đó, và họ có suy nghĩ đến cái việc là chắc là bạn có một ai đó rồi, hoặc là bạn đã có niềm vui mới rồi, hoặc là bạn có tình yêu mới rồi, hoặc là bạn đang bắt đầu tìm hiểu một ai đó rồi, hoặc họ nghi ngờ cái điều đấy, cho nên là bạn mới hoàn toàn buông bỏ họ, hoàn toàn mới rời đi khỏi họ đó. Cho nên là cái người này ấy, cái giai đoạn phía sau á, khi mà họ thấy bạn buông tay hoàn toàn ấy, thì đó lại là những cái ngày không mấy là tốt đối với họ đâu. Tâm trạng của họ cũng không quá tốt, và có thể là đối với những cái việc mà họ làm ở trong cuộc sống ấy, họ không làm được mấy đâu. Có thể là những cái ngày đấy nó sẽ hơi trì trệ đối với họ một chút. Họ làm gì mọi thứ cũng rất là chậm chạp, và họ cảm thấy rằng là họ sẽ mất thêm thời gian để từ từ giải phóng hay là release những cái suy nghĩ, những cái vấn đề liên quan đến bạn, liên quan đến cái tình cảm này ra khỏi cuộc sống của họ. Đó, mình thấy là cái người này họ lê những cái bước chân nho nhỏ ở đây. Đó, thế là mình cũng tại vì là các bạn có thể nói với mình rằng là không, nó chia tay tôi dứt khoát lắm, làm gì có chuyện nó như thế này, nhưng mà không nhá. Đây là cảm xúc của họ đấy, đây là cảm xúc thực sự của họ đấy. Bởi vì là có những cái chuyện ấy, các bạn ấy chia tay vì nhiều lý do khác nhau. Đó, thế nhưng mà cũng không thể nào mà chối bỏ được những cái cảm xúc, bởi vì dẫu sao thì các bạn cũng đã từng là cái gì đấy của nhau rồi. Đấy, cho nên là nó là cái cảm xúc hết sức là bình thường thôi. Nó sẽ diễn ra ở đây thôi. Nhưng mà cái người này mình thấy họ cũng sẽ không cố gắng để mà liên lạc hoặc níu kéo hoặc là làm một cái gì đấy với bạn đâu. Họ chấp nhận cái điều này từ trong sâu thẳm của họ là họ chấp nhận rồi. Chỉ là có một cái sự ích kỷ nào đó, có một cái sự bối rối nào đó diễn ra bên trong họ thôi. Đó, hoặc thậm chí có thể là các bạn cũng có người khác thật.
các bạn cũng đăng ảnh lên là các bạn đi với ai đấy hoặc các bạn yêu người khác, nên là bên trong họ cảm thấy khá là hỗn độn. Ok, thì đấy là số 1 nha. Đến với số 2, khi bạn thực sự rời đi thì họ sẽ cảm thấy như thế nào đây? Rồi, ok, cái người này á, khi mà bạn thực sự rời đi thì cái thời gian đầu cái người này rất là stress, rất là áp lực. Có thể là họ không muốn điều đó xảy ra đâu, và họ gần như thậm chí là phát điên lên khi mà họ phát hiện ra là bạn đã không còn dành một cái gì đấy cho họ nữa, hoặc là họ đã không còn là một cái vị trí nào đó nữa. Bởi vì sâu thẳm bên trong họ vẫn hy vọng rằng họ là một cái vị trí gì đấy đặc biệt một chút đối với bạn, bạn sẽ lâu quên họ một chút. Đấy, kiểu như thế. Cho nên là cái người này họ rất là stress, rất là áp lực, rất là khó chịu. Đó, cảm thấy rất là mệt mỏi, gánh nặng. Đó, thậm chí mình còn có một cái cảm nhận là cái người này sẽ bộc phát ra. Có thể họ sẽ không nhắn tin với các bạn, họ sẽ không có nói ra là ê sao tưởng thế nào chứ hóa ra mày quên tao nhanh thế à, kiểu thế. Họ không nhắn tin kiểu thế, mà kiểu họ sẽ bóng gió gì đó ở trên mạng xã hội. Đó, họ sẽ bóng gió gì đấy, bắn tin gì đấy, hoặc là nói một cái câu gì đấy nó gọi là vu vơ gì đó. Mặc dù mặc kệ cái việc là cái người này có tư cách nói chuyện đấy hay không nhá, bởi vì có thể là nhiều trường hợp khác nhau, nhưng mà họ cũng sẽ kiểu kháy khịa một cái gì đó, mình cảm nhận là như vậy. Đấy là cái cách mà họ bộc lộ cái cảm xúc của họ. Đấy là sau khi mà họ biết được rằng là bạn đã rời đi. Nhưng đó chỉ là cái giai đoạn đầu thôi. Thì cái giai đoạn sau khi mà họ dần chấp nhận được việc này, họ cảm thấy rằng việc này nó cũng là việc hợp lý và nó sẽ cần phải xảy ra ấy, thì mình thấy rằng là họ sẽ từ từ cân bằng lại cuộc sống của họ. Đó, họ sẽ từ từ lại cân bằng lại cuộc sống của họ. Và họ hiểu được rằng là mọi thứ diễn ra ấy, nó có lộ trình của nó, và cái việc này là việc tất yếu thôi. Không còn ở bên cạnh nhau nữa thì rời đi, rời khỏi nhau, có cuộc sống riêng là đúng thôi, chứ có việc gì nữa đâu mà mình còn vẫn còn phải lồng lộn lên, đúng không? Thì họ dần dần sẽ hiểu ra được cái điều này, và họ sẽ chọn cái việc là họ sẽ giao phó mọi thứ, give it to God, cho vũ trụ. Tức là họ sẽ để gió cuốn đi đó. Họ sẽ kiểu giống như là ừ thôi thả trôi, để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đi. Thôi thì bây giờ không ai còn ràng buộc gì với ai nữa, mỗi người một nơi rồi thì thôi, thì cuộc sống của ai thì người ấy sống. Đó, có thể là lúc đấy họ cũng thấy được rằng là những cái cảm xúc ban đầu của cái sự bực bội khó chịu đó của họ ấy, stress hay là kinh khủng, có giống như là bị giống như là đây một cái nồi, cái gọi là cái ấm nước nó sôi lên, nó sôi mà kiểu giống như nó xì hơi ra ấy. Đó là nó đã quá là bực bội khó chịu rồi đấy. Đó, thì mình thấy là họ biết có thể những cái cảm xúc ban đầu đấy của họ có thể với những một số trường hợp là nó hơi vô lý một tí. Đó, nhưng mà yên tâm đi, dần dần họ sẽ chấp nhận được cái điều này, và họ sẽ thôi cái việc khịa kháy này. Đó, khịa kháy này, bóng gió này. Đó, họ sẽ tập trung nhiều hơn vào cuộc sống riêng cá nhân của họ. Thì ok, đấy là số 2 ạ. Với số 3 thì sao? 02 thật lòng chúc phúc hả? Ôi, cái tụ này căng thế. Rồi, ok. Với tụ bài số 3, với câu hỏi đó là họ cảm thấy như thế nào khi mà bạn thực sự rời đi? Thì mình thấy là khi bạn thực sự rời đi, đầu tiên là cái người này họ không chấp nhận việc này. Tức là họ cảm thấy là không thể nào. Ví dụ như cái biểu hiện của việc bạn thực sự rời đi có thể là bạn ngừng không liên lạc với họ nữa, bạn block họ, hoặc là bạn có người mới, hoặc là như thế nào đấy. Đại là sẽ có một cái chuyện gì đấy nó thể hiện ra rằng là bạn đã thôi không còn hy vọng, thôi không còn ở lại đối với mối quan hệ này nữa. Đấy, thì mình thấy là ban đầu là họ sẽ không chấp nhận sự thật, họ sẽ tìm rất nhiều lý do để mà biện minh cho những cái việc mà bạn làm. Đó, ví dụ như là bạn có người mới, có thể là ừ chắc là nó thích người khác, hay nó đăng ảnh lên nó trêu tức mình thôi, kiểu như vậy. Họ không chấp nhận được cái sự thật này. Đó, họ cứ từ chối hoặc là họ cứ không tin á, kiểu như vậy á. Sau đấy á, thì mình thấy rằng là cái người này họ nghi hoặc, tức là như mình nói lúc đầu là họ từ chối tin, nhưng mà có quá nhiều thứ rành rành ra trước mắt họ như thế, nên thành ra là họ cảm thấy mọi thứ khá là rơi vào trạng thái bế tắc. Tức là họ không biết là bạn đang trêu tức họ hay là bạn đã thực sự rời đi. Đó, và mình thấy rằng là họ khá là mất kiểm soát về mặt cảm xúc. Có thể là cái người này thậm chí sẽ làm một cái chuyện gì đấy mà mình cảm thấy khá bốc đồng. Có thể là họ hỏi bạn là ơ thế mày có người yêu rồi à, hoặc là kiểu dạng như là
Ơ thế quen nhau thật à, kiểu kiểu như thế. Giống như là cái bài gì nhỉ, em đã bỏ hút thuốc chưa ấy, của Bích Phương ấy. Đấy mọi người vào nghe đi, là nó sẽ dạng như thế. Tức là họ sẽ phải làm một cái gì đấy, mình thấy là sẽ phải làm một cái gì đấy mà họ dường như là không kiểm soát được cái hành động đó, cái cảm xúc đấy của họ. Họ phải bộc phát ra và phải làm ngay cái điều đấy đó, để cho họ cảm thấy dễ chịu hơn. Thì sau khi họ nhận được cái câu trả lời, mình không cần biết bạn trả lời họ theo kiểu gì nhá, thì họ cũng có thể là lúc đấy bạn như kiểu bạn táng vào mặt họ một cái là ừ thì chia tay rồi thì yêu người khác làm sao, kiểu thế, kiểu kiểu như vậy. Thì cái người này họ sẽ nhận ra là ừ nhờ mình làm gì còn cái tư cách để mà mình ghen, hoặc là mình có những cái suy nghĩ như vậy đó. Và có cái người này họ sẽ dừng lại những cái hành động của họ, và mình cũng không loại trừ khả năng với một số người họ vẫn sẽ vẫn còn hơi cay cú một tí và sẽ bóng gió, hoặc là sẽ đăng Facebook, hoặc là chia sẻ những cái status hay là những cái gì đó ở đây. Thì mình thấy là, nhưng mà nó cũng chỉ là mất một khoảng thời gian đầu thôi. Thời gian sau á thì mình thấy rằng là họ sẽ chấp nhận được cái điều này, và kiểu giống như là họ sẽ dọn dẹp những cái cảm xúc của họ. Họ cảm thấy là ừ cái mối quan hệ này nó chỉ đến đây thôi. Và giống như cuộc đời của mỗi chúng ta, sẽ có những lúc chúng ta sẽ đồng hành với người này, nhưng lúc khác thì chúng ta lại không đồng hành với người này nữa. Chúng ta sẽ lại có những cái chặng đường với những cái người khác. Cho nên là mình thấy rằng là họ sẽ phải mất một khoảng thời gian để họ dọn dẹp những cái suy nghĩ chưa đúng đắn đó, hoặc là những cái suy nghĩ mà chưa rõ ràng trong bên trong bản thân của họ về cái câu chuyện tình cảm này, về cái vấn đề này. Đó, thì mình thấy là họ sẽ phải mất một thời gian thì họ mới như vậy. Nói chung là trong ba tụ bài thì mình cảm thấy là tụ này là nó kiểu giống như là nó bộc phát thành hành động nhiều nhất. Ok, thì đấy là tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye.